Hi, chào mọi người. Hôm nay mình vui lắm tại vì cái cây mà Liên có mà mới á, con gái của mình nữa. Nhờ mình á, xong bây giờ mình đã làm chậu được của con gái mình rồi. Trong đây có một hai cây của mình thôi. Nhưng mà Liên thấy mấy cây mà mình mới về mình vô chậu á, nó còn quá đẹp đi. Thì mình quay để cho mọi người cùng ngắm với mình. Liên cũng ngắm ở nhà, Liên ngắm rồi nhưng mà để gom lại cho mọi người ngắm thấy nó, thấy những cái màu sắc của sen đá rất là gọi là gì, mê thu hút quá cả nhà, rất là đẹp luôn đó nhà ơi. Liên nhà chắc là ra vườn suốt quá. Gần tới đây con gái mình cũng về, mình chuẩn bị sẵn cho nó, sẵn nó ngắm rồi có thể là nó làm gì nó chụp kỷ niệm, rồi nó đi học rồi mình cũng phải giữ để nuôi cho nó, nuôi con mọn giùm nó. À, những cái cây này nè thì mình chọn một cây thôi, gái mình thì nó thích những cái dòng sen đẹp nè, mấy cái này nè nó thích màu lắm, cái gì màu là nó hay nhảy lắm, mấy cái màu này nè, sutoban hay là cái gì đó, mấy cái nói chung là màu sắc rồi đó. Còn mấy cái dòng đời đột biến này thì mà mình nhân chính thì rất là thích, còn mấy cái dòng bông hoa lá hẹ này là của nó rất là mê. Ở đây rất là nhiều. Liên bày biện lên đây là để mọi người cùng ngắm với Liên. Anh Chính sẽ quay từng cây ha. Còn tên tuổi thì chắc mọi người cũng chắc cũng biết. Liên có những cái mới quá cũng không có đọc cái tên được. Cập nhật được liền. Bây giờ Liên ngồi đây nhưng mà mọi người hãy cùng ngắm sen với Liên. Đột biến. Chào chú. Mới phát này đột biến này nó rất là đặc biệt mọi người. Đây là cái màu sắc của nó, lát nữa anh Chính sẽ quay gần về cái cây này ha. Cái cây này thì là họ cho biết mình cái tên là hồng giang mà đột biến phát ha. Này mọi người thấy không? Thì Liên sẽ quay lại cái màu sắc của cái cây cho mọi người thấy. Liên muốn chia sẻ cái này là Liên quay liền là tại vì mọi người biết sao, mỗi một cái cây á là nó lúc mà nó lên màu á, mình trồng á 1 năm là mình mới quay lại cái màu của nó được. Chứ mọi người về trồng lúc nào nó cũng tươi xanh tốt tại mình trồng nó lại mà. Khi đồ mới về nó ship thì nó đâu có rễ đâu, thì nó đâu có nuôi gì thì nó chịu stress. Nhưng mà màu của nó thật sự là cũng như vậy, nhưng mà mọi người trồng 1 năm thì mọi người sẽ ngắm được cái màu thật sự của nó. Mấy chị về cứ hay nản giống như là thấy cái màu xanh quá đó, ví dụ Liên thấy cái này này nè, nó có màu nhiều lắm nhưng mà mình làm nó khỏe thì nó hơi xanh, cả nhà thấy không? Bắt đầu nó xanh ra ở giữa. Đó thằng cái cây này á là sutuban ha, mình bữa Liên cũng có quay cái clip mà chia sẻ về bỏ vô đó. Hôm nay nó tỉnh lại, cái màu nó lên nữa, nó còn nhiều màu nữa nhưng mà nó sẽ có cái lớp xanh ở ngoài nhiều tại vì nó bắt đầu nó mọc rễ, nó khỏe đó. Thì mọi người phải chờ vài tháng đó, bắt đầu mùa nó chắc rễ rồi thì nó rất là nhiều màu trong cái va này. Cái va này nó hay lắm, cái cây này nó rất là nhiều đẹp. Cái cây này Liên quên tên, nên kêu nhung xanh dương thôi nha, nhưng mà bữa nay nó có cái bảng đẹp quá, cả nhà thấy không? Nó có cái bảng là mình trồng nè, mình bỏ vô rồi. Qua đây ha, đây là cái cây cũng là dòng họ của cây bên này hồng giang luôn. Liên có 2 cây nhưng mà tại cái cây mỗi cái kiểu nó khác nhau á, Liên thích quá nên Liên 2 cây. Thì Liên con gái Liên 1 cây, mình 1 cây ha. Đó còn cái này nó có cái tên khác mà Liên không nhớ, nó gần giống hình như nó mido xà nhưng mà tại vì nó còn xanh đó, nó chưa có ấy lắm nhưng mà Liên có gì nữa Liên cũng không nhớ đó. Ở ngoài mình còn mido xà nè, đây là mido xà, đây nè cái lá đỏ nè, anh quay được gần không cho mọi người coi cái lá của mido xà nè. Đó, mọi người thấy đỏ không mọi người? Nhưng mà khi mà mọi người trồng nó sẽ bớt cái màu lại nha. Rồi lúc đó mọi người nói tại sao nó không có màu giống như là lúc mọi người mua, nhưng mà thật ra nó đang khỏe, nó đang tốt. Thì nó bám rễ rồi thì mọi người sẽ có cái cây mà nó đẹp thật sự cái màu của nó, chứ mọi người đừng có gấp nó, thúc nó. Tại vì nó phải tươi lên thì nó cây mình khỏe tốt thì mình mới có những cái cây giống mình còn giữ được ha. Mới cái đẹp được chứ bây giờ mình nghĩ mình để nó đẹp mà nó không có thể nào đẹp đâu, tại vì là bản thân của nó từ xanh ra rồi mới đầu nó đổi màu ra. Thì dòng Allium nó hay như vậy, cây nào cũng vậy thôi, nó phải có màu xanh, trừ khi những cái va này nè, Sutoban va này nè, mọi người thấy không, nó có sẵn rồi nhưng mà nó vẫn xanh lá, tại vì cái gốc của nó khỏe mạnh thôi.
Còn những cái cây mà nó màu vàng thì nó quá đột biến rồi. Rồi đây là phiên quyết nè. Đột biến phiên phiên quyết nó khác với lại Minosa nè, mọi người thấy không? Nó có bảng hết, lát mình quay kỹ cho mọi người coi ha. Còn đây là cái dòng đời đo la lá hồng, xanh hồng, nó giống như là cái nhụy giữa, nhưng mà mỗi lần cái lá non nó ra nó đều hồng hết. Anh Chính sẽ thấy được, quay lại mọi người sẽ thấy được cái hồng nó, cái lá nó xanh. Thật ra cây này mình cũng mới có, nó không được tỉnh, nhưng mà Liên muốn quay cho mọi người coi nó có những cái cây mới, những cái đời mới đó. Còn bên đây là super bum. Nó có cái vân bên này nè, Liên cũng mới có ha. Còn cái thằng này là Liên quên tên rồi, nhưng mà cái dáng nó đẹp quá. Để lát nữa Liên quay kỹ về cái dáng cái cây này, Liên bỏ vô cho mọi người coi ha. Tại cái bàn này của mình nó nhỏ đó, thì muốn cho mọi người coi hết trước, rồi Liên sẽ quay từng cây với dáng rồi này kia cho nó mọi người ngắm nó một chút ha. Còn cây này cũng không nhớ tên mà cũng đặc biệt nè anh ha. Arium đặc biệt nè, anh thấy không? Lát nữa mình quay gần lại cho mọi người cả nhà. Đó, cái cây này nó rất là đẹp. Tại vì nó va nè, mọi người thấy không? Dòng Arium va mà lá nó hơi cong cong lên chút, nó xoắn nè, mọi người thấy không? Đó, thấy cái màu của nó chưa? Tại Liên cái tên này hơi dài, Liên mới cập nhật. Sao? Còn cái này thì cái tên nó ngắn hơn nè, White Wish nè, nó thì Liên nhớ được. Thì mấy cái đồ này nó va mới, nó thì nó... Ồ, nó có cây White Wish ở đây nè. Trời ơi. Simo baby chum chum. Nhưng mà chắc phải cầm lên lát nữa mình quay mình so sánh cho mọi người coi là cái hoa quýt nó đang còn cái màu mà stress nó hồng á. Thực ra nó khỏe thì nó cũng xanh lại. Nè, bóc lên hai cái nè. Ừ, anh bóc đi, em không đi được. Đây. Ok. Để đây cho mọi người coi. Đây. À cả nhà thấy màu hồng dễ thương không? Đó, hoa quýt. Cây này là cái nhánh của nó thôi ha, nhưng mà nó stress nó ra thì Liên cố tình để đây cho mọi người thấy hoa quýt. Thì ở trong nó có lằn trắng, lúc nào nó cũng nổi lên lá hồng ha, mà stress thì nó hồng nhiều hơn nè, cả nhà thấy không? Thì đây là những cái cây non nè, Liên quay phía sau cho mọi người coi nha. Cái cây này lớn lớn bự nha, còn cái cây này nó nhỏ nè. Ây da, đỡ. Nó non á, mình không có nhận dạng được nó nhiều đâu. Mình trồng một thời gian bám rễ thì mọi người sẽ thấy cái cây mình nó đẹp hơn và nó đúng cái cây của nó hơn ha. Thì mấy cái dòng này nó mới quá, đâm ra cũng khó phân biệt á, nó va nhiều quá. Với lại mỗi cái tên á, mỗi cái farm, mỗi cái nhà mà nhà trồng á, ngồi trồng sao mà cái cây nhiều khi nó cũng ra khác màu nữa mọi người. Nó hay đổi lắm, mấy cái cây sen đá này nó hay đổi theo lắm. Tại vì nó stress nó cũng ra màu khác mà nó... Mọi người nhân giống hay là làm gì nó cũng khác một chút, nó không cũng không hẳn giống cái tên của nó lắm. Nó chỉ là gần gần. Từ từ cảm cái nhỏ chậm lắm. Dễ thương quá. Dễ thương ha. Một. Nhìn lên. Ok. Rồi, em để này xuống ha. Em giới thiệu mọi người tiếp. Ây da, không biết tới. Đây nè, cái cây này nhỏ nè mà nó hay lắm nè. Đây là dòng Arium đột biến nha. Tại vì không có cây lớn. Cái cây này nó lá nó nhỏ mọi người, nó cứng ngắc à. Cả nhà thấy không? Nó cứng mà nó hình nó nhỏ xíu à. Anh thấy được cái size không? Cái lá lúc nào nó cũng giống như vậy á thì nó. Anh cần em làm xuống không? Thì nó lúc mà nó đột biến á, là nó đi theo cái xoắn á, lúc nào nó cũng xanh á, giữa và đen thì mọi người sẽ thấy được hai màu giống như cái nhụy vậy đó. Thì cái đột biến của nó đi theo á mình cũng thấy dễ hơn, nó có cái nét đẹp của nó ha. Thì cái cây này nó là gì, Arium velour gì của Europe gì đó, Liên đọc được nhưng mà nó là khá gần gần như vậy. Cái này không phải thi cup nha, thi cup hồi nãy em quên lấy vô rồi hả, để hôm bữa nào giới thiệu cho mọi người á. Thi cup nó giống cái này nhỏ nhỏ nhưng mà nó lá nó có cái lông khía, Liên có nhưng mà Liên cũng quên giới thiệu cho mọi người. Cái này á, nó gần giống như va nha mọi người, biết tại sao không? Tại vì cái màu đen á, nó trong đen thùi lùi đó, stress phải không? Nhưng mà lúc nó ra, cái nó đổi cái xanh ra, cái sọc ở giữa nó giống như gần như va của mấy cái cây Arium bên đó. Nhưng mà nó không có được màu đỏ, nó không có được va sọc, nên nó va tự nhiên của cái lá lúc mà nó đi theo thôi. Còn cái va tự nhiên, va sọc thì nó lúc nào có sẵn đó, thằng Christie á. Bỏ xuống nha. Còn đây là Pinkwick đột biến nè. Đẹp ha. Nhưng mà phiên quyết mà là mọi người có cây non quá, mọi người ráng chờ nha, chứ đừng có nghĩ là nó không phải phiên quyết, nhưng mà nó là nó non quá, lúc nó lên nó sẽ xanh trắng lắm. Còn
thằng Easter hay gì em không nhớ ha. Thằng màu màu đó đó, không nhớ hết tên được rồi. Này Liên cũng bữa quay cái cây này rồi, nó có cái tên mà bà đã cũng có gửi để Liên cập nhật sau nha. Thế này giờ quay cho nó đẹp thôi, là Liên vô chậu thôi. Liên không có cắm cây cây vô trong cái, Liên không có làm được đó. Cái đợi đây vân máu Alizina thấy không, không đĩa con ông bằng tay nó lộn đĩa. Cái đó nó đỏ lắm luôn á, lần nào Liên quay phim á mọi người cũng hỏi cái cây mà cái đó bạn của anh Chính nó tặng sinh nhật, đâm ra là cái cây này nay mình có lại nhưng mà nó chưa đỏ bằng cây đó ha. Mà nãy mình quên bưng cây đó cho đẹp ha, là nó có mỗi cái dáng khác nhau. Cái cây này là cái cây hồng gian của cái khoét này, chắc anh đưa em để em cho mọi người coi cái cây con của nó. Rồi đếm cho thiện nha, anh bấm cho. Cả nhà thấy không, hồng gian là cái cây của nó, mà cây này là cây đột biến nha cả nhà. Thì cái màu của nó nè, lúc nào nó cũng tím than bầm bầm nâu nâu mà nó đẹp lắm, nó đậm lắm. Nếu mà để Liên quay cho mọi người nè, lát Liên quay kỹ lại nha. Đây là cái bông của Erium của nó, từ cái cây ra đó, mà tại Liên nó hơi dướng quá thì nó Liên quay nè. Bên này có nè, đây nữa nè, nó có cái bông sẵn cả nhà thấy không. Còn đây là cái đột biến của nó nè. Cái đột biến này mọi người mà thích á, mọi người nên cho cái loại này biết xong. Cái loại này nó có màu sẵn rất là đặc sắc, rất là đẹp. Nó không có giống cái đời mà mình cũ, nó va mới, nó có màu sắc sẵn rồi. Còn cái va kia thì nó ít màu hơn, không có những cái cây đột biến nó ít màu hơn. Rồi em trả lại anh để trước ha. Rồi bây giờ mình quay đo la. Cái này chắc em mượn cái đó để nói chút xíu, cho em mượn cái chậu đó lại. Sorry mọi người nha. Em ngồi xuống chút. Anh quay được cái này không? Cả nhà thấy cái cây này không? Cái cây này là hồng gian của khoét đột biến nó liên kết ra, nhưng mà cái cây bên này nó gần giống rồi cả nhà, nó rất là giống nhau luôn. Nhưng mà mọi người phải để ý cái sọc của nó với lá nó lớn tròn nha, một cái lá nó hơi nhỏ dài nha, mọi người thấy không? Compare hai cái cây con với nhau giống nhau quá Giống nhau lắm luôn á, giống rất là 9 1 10 luôn á. Nhưng mà cái tên này á, họ cho mình biết cái tên á là Minima Teacup. Ở Còn bên này bên nè, thấy cái size nhỏ này nè, với là cái size đang cầm hai cái giống nhau lắm. giống lắm, nhưng mà cái lá thì nó Nhưng mà chiếu lên trên là thấy biết nó khác nè, lúc này lá khác, lớn. nó lớn với lại nó cũng nô, cái lá nhỏ nó cũng khác luôn chút xíu nên Nó gần giống cái kia lắm, không phân biệt được đâu. gần nhưng mà nó không, cái này nó nâu hơn, nói chung nó gần giống. Để mọi người Liên ý Liên nói là cho mọi người hiểu là cái va đó, mỗi một cái nhà farm nó làm á, rồi nó đặt cái tên thêm cho nó, đâm ra mình biết, nhưng mà nó gần gần. Nói chung nó lấy cái giống nó lai ra rất là màu rất là đẹp, nó chỉ như nhít cái sọc hay là như nhít cái màu đậm lợt hay là gì đó, nó có nhiều kiểu để mình phân biệt lắm, mình phân biệt không nổi đó. Thực sự mình chỉ biết là mình nhớ cái tên đó với cái cây mà nhà farm người ta nói cho mình biết thôi, hay là mình mua đó cái chỗ mua họ cho mình biết cái tên thôi. Nhìn lên chụp nó. Ok, nói tiếp. Mình nói tiếp cái này luôn nha. Thường thường đó mấy cái cây mà mới quá đó, mọi người search trên Google nó không có tên. Anh có những cái nút á, em thấy cái này. Mọi người search trên Google nó không có cái tên, tại vì nhà farm nó va ra đó, nếu mà nó đại trà nhiều á, mà giống như nhiều người chơi á, thì nó sẽ có cái tên trên Google. Có những cái cây nhà farm nó va là nó ít á, những cái đồ hiếm á, thì mọi người search cái tên nó lại không ra. Thì một thời gian á, cả nhà mới search được cái tên của trên Google hay là những cái chỗ đột biến người ta cho biết cái tên thì nó phổ biến nhiều hơn. Còn lúc mà những cái cây mới của mình trừ khi cái người mà mua một cái farm nó đưa tên thôi, còn lúc mà mình bỏ lên trên Google mà nói tới tên nó search, nó đôi lúc nó cũng không có ra lắm, nó cũng không gần giống, tại vì nó rất là nhiều. Nói chung là Liên không có làm hết đâu cho mọi người biết là cái yêu em này nó like bây giờ hiện tại bây giờ rất là nhiều luôn, rất là nhiều cái cây mà nó đã ná nhau, nhưng mà nó nói Những chung là người nó hai mê này hồn lắm. nè, này là pink whip nè, bên này là white whip phải Không, nó nói cái nào cây hay là nó đột cây, biến. một cái Đây cây là cái đặc pink biệt whip à, đúng nè, rồi, Medusa nè, cái này nhỏ white nè, whip. thì đúng rồi đó, tôi Nhưng đang mà tôi white đang whip này kho chưa có đột biến nha cả nhà, chỉ có bông cái chùm thôi. màu đang nói về cái màu Thì em đang nói là chưa có đột biến đâu. rồi tiếp tục Cái hàng trước anh là mi 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 mại mi mi mại anh cũng không nhớ rõ lắm. Còn bên này là creepy đó, creepy thì bây giờ thông báo cho mọi người creepy là có va rồi nha, nhiều lắm. Nói chung là nó rất là nhiều đồ để mà mọi người ngắm luôn đó. Mọi người đi chơi xe nó còn hơn lại iPhone update hàng ngày luôn.
Có cái này đẹp lắm, dễ thương. Em không có lớn nhưng mà em không lấy được sao? Cái nhỏ nhỏ đó, quay gần thì mới thấy nó đẹp tại nó hơi nhỏ. Em quay cái bông của nó xoắn xoắn, nó đẹp chỗ đó thôi. Cái cây này Liên không có biết tên. Tại cái tên đâu cũng nhớ, để Liên phải lục lại. Nhiều khi share qua Liên giữ. Mọi người thấy cái nhỏ 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 không? Mà nó màu tím á, mà nó rất là đẹp. Nhỏ 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 vậy nè, dễ thương lắm nè. Cái cây này nó có lớn, nhưng mà lớn thì mình chưa có tìm được ha. Nó có lớn, mà nuôi lâu nó mới lớn. Tại cái giống này nó nhỏ quá, nó rất là nhí nhí nhí, để Liên kiếm cái tên nha. Mà nó có sọc đàng hoàng nha, mà nó rất là nhỏ, cái bông nó thay gì đó à, nhỏ xíu rồi, nhỏ giống như là không biết nói sao, nó rất là nhỏ à. Mà chơi bonsai á, mà có được cái này rất là thích. Tại vì cái này rất là gọn, mà nó có bông, mà nó có màu nữa, nó sọc đẹp lắm. Nè thấy không? Để lên bàn tay nè, nghe đùng đùng, nghe em đùng đùng. Why Vesutuban? Cây đó nó có vần máu mà giờ nó không có lên được. Anh đi xin nè mình nhiều quá. Còn cái cây đằng kia lắc nó đem vô mà. Còn một cây ấy quay ra. Từ từ. Phải chụp tấm hình làm kỷ niệm nữa, bởi vậy hơi lâu. Ok, quay vòng đi. Quay vòng vòng. Rồi về dùm cái hét. Cây này bữa nó đỏ hồng lắm cả nhà, nhưng mà bữa nay mình trồng nó hơi khỏe, nó không có màu như mình muốn ha. Ở nhà thấy cái chậu dễ thương ha. Bông nổi, còn bông nổi nữa. Cái cây này cũng đường cũng vậy cả nhà, nó va dữ lắm mà tại vì mình trồng nó khỏe lại nó tốt. Đây là Medusa nha cả nhà, đột biến Medusa. Đây Liên share nè, cả nhà thấy không? Nó tành tốt. Chứ mọi người mà muốn nó bầm tím hoài không có đẹp đâu. Cây này nó mới quá. Trời,
Nãy thì chưa bấm, giờ mới bấm. Đây là Medusa. 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 Cái này là Liên rất là thích mà Liên không có cái lớn. Có cái lớn đẹp. Vâng, nó nhỏ xíu. Mấy cây mà mới trồng vợ mình cắm để đỡ nó lúc mà nó có rễ đầy rồi đó là mình sẽ rút cái cây đó ra. Cái cây này Liên nó héo mà Liên cũng phải quay, tại vì nó là một cái cây rất là đặc biệt của Lysis gì đó, Liên không nhớ rõ, nhưng mà nó có cái vân ở đây nha mọi người. Nó sẽ lên cái vân này. Xe ná mấy này cái mới nhiều tên quá. Nhiều tên quá nên không có cập nhật kịp, nhưng mà Liên biết cái cây này rất đặc biệt, hiếm lắm. Tại vì nó mới ở ngoài nó cũng ít có người đâu có đột biến lắm. Cây thường thì cũng có, sẽ có, mà cây thường cũng đã khó kiếm rồi. Tại nó sọc nhuyễn á. Mà nó rất là đặc biệt, mỗi một cây cây nó va là nó không có giống cái cây hồng gian, mà nó khác, nó từ màu đen ra, thằng kia màu đỏ ra. Ồ, cái cây kia đẹp quá, để bưng vô. Quá, để nhớ rồi. Mấy cái lá nó bị hơi khô khô mọi người. Thì theo mình thôi nha, có nhiều người thích đẹp liền thì nhổ, nhưng mà theo mình là mình không có nhổ, mình để tự nó khô rồi xong rồi mình mới thổi cho nó đi. Tại vì mình nhổ, một khi mình nhổ là cái thân của nó đó, hay mấy cái non đó, nó sẽ bị thẹo. Mấy 46 kỳ trước mình có quay, mình có nói cái cây này tại sao Liên bỏ lên mà nó hơi chưa có tỉnh, mà Liên vẫn quay để cho mọi người biết cái này nó hay lắm. Đây là cái bông nó nè, anh Chính quay được không? Đừng có thọc tay vô. Được không? Thấy cái vân quá. Mọi người thấy cái vân nó cam cam không mọi người? Cam xanh sọc không? Đó, nó cam đậm không? Thì Liên share cái này nó đặc biệt là tại vì cho mọi người biết. Cái sọc của nó đó ha. Để cái sọc ấy. Rồi mọi người thấy cái tay Liên để đây, cái thân của nó không? Cái thân của nó màu cam y chang như cái bông. Cả nhà thấy không? Xoay, xoay, xoay. Xoay nha. Đó. Đó, tại sao mình không lên up ha? Nãy mình nói đó là để cho nó tự khô hết thì nó không bị thẹo, không những cái chỗ mà nó dính vô cái thân cái lá đó. Lúc mình làm nó sẽ có lỗ lỗ giống như nè, đây nè, cái này là ai nhổ nè, hồi đó nè. Đó là nó do cái thẹo đó đó. Cây này mình quý lắm nha, tại nó có cái thân hồng. Nó hồng cam theo cái lá, mọi người thấy cái hồng cam không? Bởi vậy nhiều khi mà có những cây hiếm hay là cây đắt á, tiền hay là cây quý hay là cây nào mình thích á, mà vô tình mình không biết á, mình làm nó xấu đi cũng ổn lắm. Còn có những người người ta khéo á, thì người ta vẫn làm được, hay là người ta biết cách chăm sóc làm sao tụi mình không biết, đó mình thua. Mình làm được cái gì thì mình biết. Như đây đó là mấy cây mà đột biến rất, khoan, từ từ. Rất là gọi là mình rất là quý, tại vì nó rất là đặc biệt mỗi một cái cây của nó. Đó, focus cái lá nè,
Rồi chắc cho nó ra. Mình bỏ mì đậu xào lên được không? Cho mình thấy cái vui. Được không? Được. Cái nhà thấy không? Lấy cái tay ra. Ok. Đó, cái nhà thấy đột biến không? Cây nhỏ, cây lớn mà bao nhiêu mình mới trồng được mà nó rất là đẹp. Mà cây nào cũng đặc sắc của nó sọc qua hết. Phải nói là đồ mà mình cầm lòng được ấy. Mình thấy là mình thích. Mở lên mình khen chỗ nữa cho nó vui. Chào. Cái clip này Liên làm là từ từ để chụp tấm này đẹp quá. Hai màu khác nhau. Đây nữa nè, bỏ cái bên kia. Từ từ để vô. Lấy tay ra. Bỏ cái này ra. À, Liên chia sẻ này mọi người ngắm cùng Liên rất là kỹ. Tại vì những cái cây mà mình có được á, mình cân lắm, mình muốn chia sẻ mọi người thấy không? Đột biến mà cái vân nó khác nè. Đó, Medusa. Thằng này nó có cái tên mà Liên không cập nhật được ha. Nó mới á. Thằng này Penguin thì mình nhớ được. Thằng này là gì? Europe. Velour Europe này. Thằng này lá khác. Europe này. Không nhớ được. Đó. Thấy mọi người thấy cái sắc màu đó chưa? Mấy cái lá cũ này là héo nè, xấu ha. Chờ đi để cho nó thiệt là khô, tự động nó rụng xuống, hay là nó gần nó muốn rụng rồi mình thổi cái mình gấp đi rồi nó đi. Nhưng mà khi lúc mà lá nó tươi tỉnh thì lâu lâu mới có lá khô rồi chứ không nhiều lắm, tại cái này là người ta mình có đồ nó mới nên nó còn chưa có ấy lắm. Đẹp ha, chụp tấm chưa. Xuất sắc, xuất sắc, sắc xuất. Rồi. Rồi. Giờ mình lên nó. Thằng này nó không phải là cái gì về Hồng Giang, nó là gì quên nè. Nó mông. Có chưa? Về nãy giờ. Mông rose orange. Mình có cây nhỏ thôi. Nhớ em muốn quay gì luôn. Thôi, phải chất lá chứ. Mưa nữa anh ha. Mưa, bởi vì vô nhà quay luôn. Nó xì xào, xì xào. Ồ, có cái này.